Nga hạ 13 UAV Ukraine tập kích Crimea. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngăn chặn 13 máy bay không người lái UAV tấn công các mục tiêu tại bán đảo Crimea trong đêm và không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga sáng ngày 4 tháng 8 cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng 13 UAV tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea, nhưng 10 chiếc trong số đó bị lực lượng phòng không bắn hạ, 3 chiếc còn lại bị chế áp điện tử và rơi trước khi kịp lao vào mục tiêu, Ryan đưa tin. Theo quân đội Nga, đòn tập kích không gây tổn thất về người và không làm hư hại cơ sở hạ tầng mặt đất. Nga không nêu chi tiết các mục tiêu mà Ukraine nhắm tới. Trước đó cùng ngày, quan chức Krum Oleg Kurychkov xác nhận các khẩu đội phòng không đã được kích hoạt để đánh chặn hỏa lực tấn công bán đảo. Tất cả mục tiêu đều bị hạ, không có tổn thất về người hay thiệt hại nào, ông Kurychkov đăng trên Telegram. Krum thường xuyên bị tập kích sau khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng phát tháng 2 năm ngoái. Ông Nikolai Pachushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đầu tháng 7 thông tin, Ukraine hơn 70 lần dùng UAV tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea. Cuối tháng 7 năm 2023, quân đội Nga cho biết họ đã ngăn chặn âm mưu sử dụng 25 UAV tấn công Crimea của Ukraine và không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất. Hỏa lực phòng không bắn hạ 16 UAV. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến trường còn lại bị chế áp điện tử, không thể tiếp cận mục tiêu và rơi xuống biển đen. Trong diễn biến liên quan tới tình hình chiến sự, truyền thông quốc tế cho biết Ukraine vẫn đang tìm cách xuyên thủng phòng tuyến Nga tại Zaporizhia Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 1 tháng 8 nói rằng đợt tiến công chưa mang lại kết quả đáng kể nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 31 tháng 7 xác nhận quân đội Ukraine đã mất 20.824 binh sĩ cùng 2.227 khí tài các loại trong tháng 7 năm 2023. Ông cho rằng Ukraine tìm cách tấn công các mục tiêu dân sự của Nga vì thất bại trong cuộc phản công. Trên chiến trường, Nga áp đảo về pháo binh và khả năng tác chiến đường không do các hệ thống phòng không của Ukraine hoặc đã bị phá hủy hoặc còn rất ít đạn để hoạt động bên cạnh đó moscow đã bố trí các tuyến không sự kiên cố trên diện tích rộng bảo vệ bằng mìn Quốc đội anh ngày 3 tháng 8 công bố báo cáo nhận định các bụi cây và cỏ dại mọc khắp chiến trường miền nam ukraine là một trong các yếu tố khiến đợt phản công của ukraine diễn ra chậm chạp do chúng giúp nga ngụy trang phòng ngự phòng thủ gây khó khăn cho nỗ lực giả phá bom mìn